Ôi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo chì của Gia Lộc VCP. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0365365161 và 0865361321 giúp em. Thì lưu ý với em là hàng kẹo bên em là không kiểm, không xem hàng. Em cảm thấy ok thì mua, đặt mua hàng, còn không cảm thấy ok, không uy tín thì anh em có thể tham khảo vài số khác. Đấy. Thì hôm nay em giới thiệu một vài cái sản phẩm đấy cho anh em. Còn anh em bỏ ra 1-2 phút xem hết video và đăng ký kênh giúp em. Bỏ ra 1-2 phút xem hết video và đăng ký kênh giúp em. Thì bây giờ thì có hàng kẹo rẻ là từ 300 đến 500. Đấy, tùy theo anh em sử dụng. Tùy theo cái mức độ của anh em sử dụng. Có tất cả mẫu từ 300 đến 500 cho anh em trải nghiệm. Thì nói chung là tiền nào của đấy, anh em mua càng hàng càng rẻ thì nó lại không chất lượng. Đấy, anh em mua hàng đắt thì nó sẽ chất lượng và độ ổn định nó sẽ cao hơn. Nói rõ với anh em là như vậy. Đấy. Thì thứ nhất là nói chuyện với anh em trước là hàng kẹo bên em là hàng 350.000 một ký. 350.000 một ký loại này thì em chưa bao cước vận chuyển. Đấy. Ở hàng này hàng đóng máy hiện tại đang có size 5.5, 5.52, 5.54 và 6.35. Đấy, mẫu kẹo này thì chơi ổn định với cự ly là 560m thôi. Đấy, giá 350.000 một ký. Nói thật ra 350.000 một ký loại này thì em chưa bao cước vận chuyển. Đấy. Thì quảng cáo như nào em sẽ gửi hàng cho em như vậy, chứ không phải quay một kiểu gửi một kiểu, nên anh em yên tâm. Đấy, độ ổn định nó sẽ cao. Đấy, nói thật với anh em như vậy, độ ổn định nó sẽ cao, tiền nào của đấy. Đấy, em nói rõ với anh em là như thế. Tiếp theo là giới thiệu luôn cho anh em hàng chì nhập. Chì nhập loại này thì sẽ bao test luôn cho anh em cự ly là 70m đến 90m. Độ ổn định rất chỉ là cao, 70m đến 90m. Đấy. Thì loại này thì lại có full size như 4.5, 5.5, 5.52, 5.54, 5.56, 6.35 và 6.38, 6.40. Có váy mỏng, váy trung và váy dày. Đấy, tùy theo anh em lựa chọn, mà được cái là ưu điểm nó là hợp từ cảnh Việt Nam kéo đến cảnh Nhật. Anh em nhìn xem, chiêm ngưỡng. Nói thật ra là anh em không mua hàng thì anh em xem cho vui, xem giải trí. Đấy, xem kẹo như nào và nói thật ra là mua cân kẹo thì cân đối xem cái shop nào bán uy tín thì mua, và kẹo đẹp thì mua, chơi còn lâu dài. Đấy, riêng kẹo này thì chơi nó còn rất lâu dài. Đấy, độ ổn định nó sẽ cao. Đấy, còn nếu anh em thấy cao cấp hơn thì có thể hàng chì nhập. Hàng chì nhập loại này thì bao test luôn cho anh em cự ly là hơn 100m ăn cỏ. Loại này thì vẫn có từ 4.5 đến 6.35. Đấy, chất lượng thì khỏi phải bàn, hàng chì nhập chung, hàng nhập chung. Loại này hàng nhập chung nguyên cả ký, cả hộp cho anh em. Mỗi một hộp này là em bán là 300.000 một hộp. Đấy, 300.000 một hộp lửa cân của anh em mua 2 hộp một cân ký, em bán 500.000. Đấy, thì cái chất lượng của nó thì khỏi phải bàn, độ ổn định nó sẽ rất chi là cao. Đấy, cho anh em trải nghiệm. Thì xác suất thì hàng có từ 300 đến 500 tùy theo anh em. Còn nếu anh em muốn mua hàng cao cấp hơn nữa thì có thể mua hàng HM. HM Hen. HM Hen loại này thì độ ổn định nó sẽ cao hơn. Đấy, HM Hen. Độ ổn định sẽ là cao hơn và chất lượng hơn. Hàng hiện tại HM Hen này chỉ còn 635 thôi. Loại này thì trên dưới 1 triệu một ký. Đấy. Mà khẳng định 100% là hàng HM chuẩn xịn luôn cho anh em. Đấy, hiện tại chỉ còn 635 thôi. Đấy là trên dưới 1 triệu. Nói thì anh em giật mình, nhưng mà sự thật là như vậy. Còn anh em mua hàng thì trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0365365161 giúp em, và 0865361321. Nhớ bên em là kẹo không kiểm, không xem hàng. Xin chào anh em, gặp lại.